Quý vị và các bạn thân mến, Gia Lâm là vùng đất với bề dày lịch sử, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Huyện cũng sở hữu tiềm năng du lịch làng nghề phong phú với các làng nghề nổi tiếng như là làng gốm Bát Tràng, làng gốm Kim Lan hay là làng nghề dát vàng Kiêu Kỵ. Chuyên mục Sống ở Hà Nội ngày hôm nay sẽ đưa quý vị ghé thăm một địa điểm thú vị khác, đó là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Nơi đây có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn, mang nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Về định hướng lâu dài, điểm du lịch Dương Xá sẽ trở thành địa chỉ đỏ để du khách tham quan di tích đền chùa Nguyên Phi Ỷ Lan, làng nghề chế biến nông sản Thuận Quang và mua sắm các sản phẩm OCOP về làm quà. Tới xã Dương Xá, du khách không thể không ghé thăm khu di tích đền Bà Tấm, hay còn gọi là đền Nguyên Phi Ỷ Lan, được xây dựng từ cuối thế kỷ 11. Theo kiến trúc cung đình thời Lý với 72 cửa, thuộc loại cổ bậc nhất Việt Nam. Nguyên Phi Ỷ Lan giỏi việc trị nước với hai lần nhiếp chính, khiến nhân tâm hòa hợp, đất nước thanh bình, dân gian sùng Phật, tôn bà là Phật bà Quan Âm. Từ xa, di tích nổi bật với tượng Đức Quốc Mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan bằng đồng nguyên chất, cao 9,1m, nặng 30 tấn. Phía sau là bức phủ điêu có diện tích hơn 140m2 bằng đá xanh. Đền chùa Bà Tấm tọa lạc trong một khuôn viên thoáng đãng, rộng khoảng 4 hecta, gồm chùa, đền, điện, sơn trang và nhà thủy đình. Nơi đây còn được du khách thập phương tìm đến bởi còn lưu giữ hai bảo vật quốc gia, đó là khám thờ gỗ sơn son thép vàng và đôi sư tử đá. Bức tượng của bà ở khu tượng đài thì được vinh danh nó là tượng đồng lớn nhất Việt Nam. Còn đối với cả các hiện vật ở tại di tích thì ngày 15 tháng 1 năm 2020 thì tại di tích thì có hai cái cổ vật, đó là đôi sư tử đá và khám thờ thời Mạc thì cũng đã được công nhận là bảo vệ vật quốc gia. Đây là minh chứng cho giá trị của di tích lịch sử có từ thời nhà Lý, đồng thời là cơ hội để chùa Bà Tấm trở thành điểm du lịch nổi bật của thủ đô. Và từ xa xưa, người dân địa phương luôn tìm đến đền chùa Bà Tấm để mong tìm thấy sự thư thái, bình an, thu hút không chỉ người dân ở huyện Gia Lâm mà cả du khách thập phương đến chiêm bái. Chùa này là chùa cổ kính của thời ngày xưa, chúng tôi đã đi nhiều năm rồi, không phải năm nay, mà năm nay là mấy năm nay, bây giờ hôm nay tôi lại đi lại lần nữa vì không có điều kiện, chứ trước kia là năm nào tôi cũng vào chùa này. Một điểm đến thú vị khác tại xã Dương Xá với nhiều trải nghiệm hấp dẫn đó là thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park. Đây cũng là địa điểm vui chơi check-in lý tưởng với bộ đôi cảnh quan đã được vinh danh với hai kỷ lục ấn tượng: hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam và biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam. Du khách cũng có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như chèo thuyền kayak, chơi đùa trên bãi cát, ăn uống ngoài trời, đạp xe đạp. Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm với những địa điểm hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng giải trí sẽ ngày càng thu hút khách thập phương. Bên cạnh đó, huyện Gia Lâm cũng đang xây dựng các sản phẩm du lịch mới, trong đó có việc liên kết di tích chùa Bà Tấm với các di tích và làng nghề khác trên địa bàn huyện và các vùng lân cận nhằm phục vụ nhu cầu của du khách ngày một tốt hơn.